Chị sao vậy? Trời ơi, nó chạy đi một vòng rồi nè. Thôi dạ, nó đi vòng vòng đi cho nó. À, nó đi vòng vòng, hôm nay đông quá. Trời ơi, chỗ này chạy sao nó chắc chết quá. Đâu mất tiêu à. Đây, bắt được rồi. Lên, vô. Nè. Rồi xong phim. Rồi đi. Thôi thôi vô ăn. Đi nữa hả?